Ngáo này. Đi. Bây giờ đi đâu chơi thì đi thôi. Ngáo. Không. Nó lẳng lên này. Còn lâu. Đái ra quần đấy, giỡn à. Về giờ ngồi cái kia đi. Giờ này nắng lắm. Túi nặng đeo luôn. Thôi, thoải mái. Đi vào trực tiếp. Đi vào đấy thì thấy thấy kiểu thích vào nhưng mà vào xong sợ nhỉ. Ừ. Chỗ này vẫn là cái nhà của nó phải không? Chỗ này chắc vẫn là chỗ chui ra phải không? Cái này á? Hồi nãy mình này là bên Củ Long mẹ. À, bên Củ Long. À, vào trong đó nó có tối không? Mười tám tầng địa ngục là cái chỗ hồi nãy á, mình đứng ở đầu ấy, mẹ. Chỗ người ta vào ấy. Mê cung là cái gì đó? Gì? Có vào thử không? Đâu? Đó, tại mê cung đó. Vào đấy có biết đường mà đi ra không? Nhưng mà có lối đi ra chứ. Mê cung thì... Sợ lắm, thấy mấy cái đen đen này đã thấy sợ rồi. Nhìn nhìn cái lưới nó đỏ đó thì sao? Mẹ đâu rồi? Cái này á? Nhưng mà vào cái này nó có tối không? Ui. Vậy thôi không đi đâu. Cái này đi mà tự tìm đường ra, nó không có chỉ dẫn cho đường ra đâu. Ồ. Kem gì cũng được. Kem sầu riêng. Kem gì? Bác ăn kem gì? Mẹ ạ, ăn kem gì mẹ? Bác gì đi chị? Có kem gì nhiều á chị? À. Sầu riêng không chị? Dạ đó nè, màu màu này là sầu riêng nha chị bác. Cái này đi. Hai ông kia có ăn không chắc? Anh Thiện ăn cho anh không ăn. Ăn sầu riêng thôi. Cô cho em một cây sầu riêng nữa đi. Hay là hết rồi? Không, không chị. Đá nổi mụn rồi chẳng. Mà nó ừ, lấy thử cây đấy đi. Ừ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cái này nó nằm chị em mình lên chắc hú hồn luôn chẳng. Không, chị ăn sầu riêng. Ốc lợn này chắc. Năm cây
Vào đây là thế mẹ. Ngọt thế. Sung sướng nhưng lại khổ sở xuyên qua ngàn quỷ để thấy hình dáng quỷ đói quỷ khác gặp gỡ những con quỷ khổng lồ với những đôi tay lông lá thẳng thiên sinh hài để kiếp sợ trong những tác hứa địa ngục với bóng xe ngựa gỗ giả người mặc dầu sôi lửa bỏng tuy hôm nay thì cũng mát nhỉ có đèo xé xác thành thịt. Sau khi xem xong các bạn sẽ tự chọn cho mình một nhân lực để được tái sinh vào ngày mai để cũng nghe rồi á hãy vào xem để biết kiếp sau luân hồi chuyển tiếp ấy năng nhìn là thấy sợ rồi nhỉ, chị nhìn ở ngoài chị sợ. Bây giờ mình đi băng này chứ bảo để băng đi bên đá rồi đấy. Trang này cơ, chị lan rồi. Ở bên kia là cái gì ấy nhỉ? Công nhận đây nó đẹp mà. À, nhìn thấy không? Nó cây được những cái này là phải là cái tác luôn nhé. Nhìn ghê chàng ơi. Mẹ ơi nhìn nó đã ghê rồi mà. Mà cái nhạc nó ấy nhở. Ám ảnh cái nhạc. Đồng hồ chàng trả tin. Một công trình hoàn toàn mới của lữ đại nam. Một hai họ qua đây đón mình. Xe kèo. Em ngồi đằng trước nha, em ngồi ngồi bên này. Thích bữa nào xuống đây đi chơi chị Vân ơi. Trang ơi cái bịch rác đâu em? Cái gì nữa? Chiều chiều đi rồi đi tắm nhỉ? Bây giờ đi chơi đi, chiều chiều rồi đi tắm. Thank you.
đi chơi á Lành ơi. Đi khu du lịch Đài Nam ấy mà. Mẹ. Đến rồi. Ý. Vứt cái này vào xả rác thùng rác kìa. Vứt cái kìa. Trời ơi, mua nhiều thế. Mỗi người một cây thôi, mua nhiều á. Cây mà. Cái này sao? Không, cái này của anh 2 cây. À. Đang mua cho anh. Vâng. Đi. Đâu rồi? Ôi dồi ôi, nhanh thế. Không không. Cho Trang đi, Trang mất công mua. Cho đút cho Trang miếng. Ừ. Sô cô la nó hơi đắng. Này con này. Đang đi mua vé đây. Thật đấy nhờ. Mình quên không mua đồ ở ngoài kia để mà xách vào đây để mà ăn. Đi mà ăn. Thật đúng không? Nước thôi, khác thì nước không khác thì tí nữa đi về đồ ăn. Đấy, chơi xe đạp đạp đi chứ. Con xe đạp không? Hả? Con không xa nhưng đi nó mỏi chân. Xe đạp đi. Ba cái xe đạp. Lâu lắm chị không đi xe đạp ở đây chàng. Biết còn đi được không á? Đi. Ôi. Thế thôi chị không đi đâu, biếng lắm. Bỏ ba lô đây. Bỏ làm gì? Đi vệ sinh. Mẹ đi không? Anh Hợp đi không? Ở đây anh Hợp ngồi đây mà. Thì anh Hợp ngồi đây mình để đây.